Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về Laravel Vue.js ha. Sau khi mà các bạn đã gì phân trang xong ha, phân trang xong thì bây giờ mình sẽ quay lại cái số của mình ha. Ở trên cái những cái này mình sẽ tạo tiếp một cái nút. Đây mình sẽ tạo nút hai cái nút ha, button. Rồi. Btn dancer ha, mình sẽ tạo tiếp là một cái nút delete và tiếp tục mình sẽ tạo một cái nút gọi là nút edit ha. Rồi. Đó, thì mình có hai cái nút này. Thì khi mình click vào edit á, thì cái dữ liệu mình có sẽ gì bị xóa ha. Edit là gì? Mình sẽ truyền vào một cái form. À, sau đó mình sẽ đi mình chỉnh sửa dữ liệu. Thì ở đây mình sẽ làm delete trước, mình sẽ lắng nghe cái sự kiện là leak bằng gì các bạn, bằng delete delete customer ha. Mình ghi can cho nó một cái hàm như thế này. Thì trong cái delete customer này mình sẽ truyền vào cho nó một cái id customer ha, xóa dữ liệu và dựa vào id customer ha. Thì id customer thì các bạn copy cho mình là v show customer chấm id customer ha. Đây, truyền vào cho nó id customer. Rồi sau đó là gì? Sau đó mình sẽ xuống đây mình viết hàm cho nó. Viết make đây. Rồi function ha. Thì trong cái hàm này bây giờ mình sẽ có là id đúng không? Id. Thì mình sẽ console log ra ha, console log ra thử xem mình đã lấy được ID chưa ha. ID. Đây. Refresh. Rồi, mình delete nè các bạn. It's not defined. Delete customer. Customer on click. Ở đây các bạn console log các bạn chuyển lại là cho mình là this id customer đi ha. Ở đây mình sẽ là this id customer bằng id ha, mình gán thử xem nó lấy được chưa ha các bạn. Rồi mình qua cái tab view.js ha, mình thử delete customer đây này các bạn ha, một delete. Các bạn bỏ đi cho mình cái list cái dòng hồi nãy ha. Mình các bạn ghi cho mình là if confirm bạn muốn xóa ha. Rồi, sau đó mình sẽ refresh lại. Delete ha. Rồi, bạn muốn xóa. Thì cái hàm này nó đã chạy rồi ha. Bây giờ mình sẽ là fetch spawn. Các bạn sẽ ghi cho mình là fetch dữ liệu nè. Thì mình sẽ fetch dữ liệu API xịt đây customer ha. Thì ví dụ như mình muốn lấy dữ liệu 22 này đi ha, 22 này thì mình điền vào là 22 đó. Thì cái này cũng là một cái phương thức ở bên customer controller ha, mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở bài Vue.js bài trước rồi ha. Thì để lấy ra show nè các bạn ha, để lấy ra một cái gì của khách hàng cụ thể ha, dựa vào ID của khách hàng đó. Rồi mình sẽ quay lại là customer view ha, API mình sẽ copy cái đoạn này. Rồi, bắt ở đây. Thì trong cái customer này bây giờ mình sẽ cộng cái gì bạn, cộng cái ID vào ha. À mình nối cái ID vào. ID vào ha. Rồi, trong cái feed này mình sẽ ghi một cái method. Thì cái method của nó hiện tại nó là delete các bạn ha. Rồi, method delete. Rồi. Sau đó là then
Respond. Trả về respond kiểu JSON ha. Respond.json. Rồi. Chấm. Chấm tiếp là trend. Rồi sau đó là mình data suy ra ha các bạn. Data suy ra alert customer. Đã xóa đi ha. Đã xóa. Rồi, ok, mình sẽ edit. Rồi sau đó mình sẽ trả lại cái feed controller này. Rồi sau đó mình sẽ chấm phẩy ở đây ha. Mình chạy lại cái feed controller này sau khi mình xóa ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử xóa cái hiếu chương 123 này ha. Delete. Ok. Ở đây nó bị lỗi nè. Đây, sai chỗ này ha. Phương thức. Rồi ok, bây giờ mình sẽ refresh lại. Delete. Ok. Không xác định file JSON. Đã xóa data. Rest. Method mình delete. Ở đây mình sẽ ghi cái method này ghi hoa đi các bạn. Để delete. Delete. Customer ID. In promised syntax and object input. Các bạn chuyển lại cho mình cái phương thức delete như thế này ha. Asort delete API customer ha. Thì các bạn sau đó chấm then rest alert đã xóa nè. Sau đó delete fetch customer ha. Rồi thì mình ghi như vậy. Sau đó mình sẽ ra lại ha. Mình sẽ ra lại. Các bạn click vào cho mình cái delete nè. Ok. Thì đã xóa. Thì mặc định cái hàm này nó chạy thành công. Nhưng có điều là nó không có xóa dữ liệu ha. Nó vẫn chưa xóa dữ liệu. Ở đây các bạn sẽ cài cho mình một cái module nữa. Tên là iShort ha. NBM install ha. iShort. Đó. Thì các bạn enter. Nó chạy. Nó cài đặt iShort cho mình. Thì khi mà cài đặt iShort rồi á. Thì trong cái file JSON. Package.json á, thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho mình một cái bảng ASIOT. Thì nếu như các bạn mở cái file package.json lên mà ASIOT nó có thì các bạn không cần phải chạy npm install ASIOT nữa. Thì nếu các bạn chạy thì nó sẽ mặc định nó cài cho mình cái bảng ASIOT mới nhất ha. Đó. Rồi mình đã có ASIOT ha. Thì cái ASIOT này nó là một cái phương thức chuẩn của REST API ha. Thì các bạn chỉ việc là ghi iSort.delete ha, thì nó sẽ hiểu là iSort và nó delete dựa vào cái root này ha. Thì cái này nó chạy rồi các bạn, nhưng có điều nó vẫn không delete dữ liệu. Thì nó không chạy, nó không có delete dữ liệu á. Thì mình qua lại cái thằng customer controller nè. Thì tại vì cái destroy này mình chưa có gì, mình cứ chưa có ghi phương thức destroy cho nó ha. Cho nên là thằng iSort này nó gửi qua nhưng mà nó không hiểu được là cái phương thức destroy này nó chạy thành công ha, nó vẫn chạy thành công nhưng có điều là cái phương thức destroy này là chưa có. Destroy nghĩa là hủy các bạn. Thì hủy cũng dễ thôi các bạn. Các bạn ở đây mình sẽ ghi là cái customer ha, customer ở đây các bạn ghi lại cho mình là customer customer ha, phương thức customer. Rồi ở đây mình ghi là customer bằng gì các bạn, bằng customer file, file gì, file customer ha. Đó, file ID các bạn, file customer ID và customer suy ra gì các bạn, delete. Đó, ok. Thì sau khi các bạn ghi xong phương thức này rồi, các bạn quay trở lại, các bạn refresh ha. Ở đây mình sẽ click và delete nha. Ok. Ở đây là delete API customer số 1 bị lỗi 500 ha các bạn, bị lỗi 500. Rồi để mình coi mình sửa lại ha. Ở đây các bạn sửa lại cho mình cái này thôi ha.
tại vì cái customer này là cái ID rồi ha, thì các bạn chỉ việc ghi là customer delete thôi ha, nó sẽ trả về như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại ha. Ok, đã xóa. Nó chạy đúng nhưng mà nó vẫn chưa xóa dữ liệu ở trong cơ sở liệu ha. Mình xóa rồi các bạn, tại vì cái Hiếu 123 này mình nhiều dữ liệu Hiếu 123 quá ha, mình cứ tưởng đâu là chưa xóa được. Bây giờ mình sẽ cho xuất ra cái ID đi ha. Mình sẽ cho xuất ra cái ID ở trên này để mình kiểm tra cái việc update rồi cũng như xóa cho nó dễ ha. ID customer. Rồi, ok. Đó, hồi nãy là 56 dữ liệu mình xóa hai lần, còn 54 dữ liệu nữa các bạn. Đây số 3 nè, bây giờ mình delete ha. Ok. Đó, chạy lên số 4 nè các bạn. À, bây giờ mình sẽ xóa hết Hiếu 123 đi ha. Xóa. Đây, 5. Thì đó, thì không chỉnh sửa gì ha. Quay ICOS nó sẽ gì lấy cái phương thức chuyển vào cái destroy này. Rồi, sau đó mình thực hiện lệnh xóa. Rồi, sau khi xóa xong rồi ha. Phát cái này lại, đây là còn 52 dữ liệu nè. Ở đây mình sẽ cho nó một cái style class ha. Color là màu red.